cái bộ giáp bình thường, chúng ta có thể nâng cấp nó lên thành những cái bộ giáp chặn được nhiều sát thương. Và mục tiêu của mình là sử dụng những cái bộ giáp đặc biệt này để chặn được 1 tỷ sát thương. Đến lúc chặn một vài sát thương rồi, mình sẽ tìm con nào để có thể chặn sát thương đây. Wow, ở đây nhiều skeleton đấy, bắn đi nào. Ow, ok, 4 sát thương. Bảy gái rồi, trời ơi, bắn lẹ đi nào. 11 cái rồi, ok, lấy một xíu nữa thôi. Ôi, 15 rồi. Dạ, 19 rồi. Ôi, nó bắn mình chết luôn các bạn ạ. Ok, mở thử cái cửa hàng lên coi. Wow, đẹp vậy chơi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào coi. Cái món đầu tiên mình có thể mua là một cái áo giáp bằng gói bông hả? Ok, mua luôn. Và quái vật đây cho nên mạnh hơn. Chúng ta cần chặn 50 sát thương để có thể mua được một cái tay có vẻ hấp dẫn đấy. Yeah, bộ giáp nhìn xịn sò với nha. Cái gì đây? Cái này có thể cho mình được điểm nếu mình nhận được sát thương khi rơi. Ok, chỉ cần rơi thôi hả? Ui, ở đây ghê ghê vậy. 22 rồi. Chúng ta rơi xuống đây thêm một miếng nữa. Chúng ta cần 50 sát thương lận. 52 sát thương rồi. Ok, hơi bị gãy chân một xíu, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta có thể mở được cái cổng để đi qua. Chúng ta có thể mua được cái mảnh này. Chúng ta có thể có được một cái giáp trên tay các bạn ạ. Quái vật là trở nên mạnh hơn rồi, mình chưa chuẩn bị cái gì cả. Để coi với cái tay này mình có thể đỡ được nha. Xem sát thương của anh người sắt coi. Mình đỡ được sát thương của anh người sắt rồi các bạn. Nhưng mà nếu mình bỏ cái tay ra chắc mình chết luôn quá. Cái áo giáp này đang bị hư dần dần đi rồi. Ôi không, cháy thôi. Và 119 sát thương. Chúng ta có thể mua được cái gì không nhỉ? Chúng ta có thể mua được cái khiên quạt. Mỗi lần mình mua là quái vật lại trở nên mạnh hơn vậy. Chết tôi rồi, mình chưa gặp quái vật nữa. Nhưng mà mình thấy là nó hơi mạnh hơn rồi nha. Cái này có tác dụng gì đây? Chúng ta có thể... mình có thể tạo ra một cái khiên bằng gió. Mình nghĩ là mình có thể cản được sức mạnh của con quái vật á. Đẩy con heo đi kìa. Mình có thể đánh con heo chết để mình đẩy con heo ra xa luôn các bạn. Nhưng mà mấy con heo không có đánh mình. Mình cần phải đi xuống một cái hang để cho mình nhận sát thương coi. Cái hang này ngay đây nè, hợp lý. Creeper. 43 sát thương cũng nhiều phết đấy chứ. Mình đi lên cao một xíu nha. Đây rồi, zombie. Tuổi tôm mà có được. Mình nghĩ là chúng ta cần phải đỡ bởi con skeleton, nó sẽ hợp lý hơn. Rồi cho con creeper đằng kia nè. Ok. Con thấy con skeleton rồi. Boom. Chúng ta sẽ cần hình như là khoảng 500 sát thương thì phải. Máu rồi. Chặn lại. Skeleton ngu ngốc. Bây giờ con zombie đằng kia sẽ đánh nó. Ôi chết đi con skeleton, lêu lêu. Con zombie sẽ giết nó. 500. Mày chết mày là con. Lần này ta đánh mày luôn chứ trời ơi. Ui zombie quá. Chạy chúng ta vào cửa hàng thế nào. Trời ơi, không cần ở đây nữa. Chúng ta có thể mua được bộ giáp gỗ. Nhưng mà sẽ mua nó luôn. Và để coi bộ giáp gỗ này có khả năng gì đây. Có thể phân thân ra một cái bản sao cây. Và nếu cái bản sao nhận sát thương thì mình sẽ được tăng điểm. Ok. Rồi cởi cái này ra, mặc cái giáp lên coi nào. Nhìn cũng xịn phết đấy. Chúng ta tạo được một cái phân thân nè. Ngon vậy. Ok, nếu mà những cái con này có thể chặn sát thương được của tụi quái vật thì để mình xem coi nó có chặn được không nha. Những con quái vật nó sẽ bắt đầu đi đánh những cái bản sao phân thân của mình. Và mình sẽ không bị nhận sát thương đâu các bạn. Bản sao của mình nhận sát thương thiệt kìa. Wow, ok, tạo thêm một cái đây nữa. Mình chặn nó lại. Ê, con này cũng khá là xịn sò đấy. Mình đưa được 600 điểm rồi. Để vào cửa hàng lại coi chúng ta có mua được gì không nào. Cái tiếp theo, mình có thể mua được cái King Chester. Mua luôn và... chúng ta có một anh bạn này, có thể anh bạn này sẽ nhân được sát thương cho mình nha. Cũng xịn. Chuột phải cái này coi. Có một con quái vật stray đang xuất hiện ở trong cái dân làng. Chúng ta có thử thách mới rồi, đi thôi các bạn ạ. Mình nghĩ với con quái vật này mình sẽ có thể chặn được nhiều sát thương lắm đây. Mình tới được chỗ nào rồi nè các bạn. Wow, có lũ quái vật kìa. Husky hết sao. Cái anh bạn rương của mình đang đánh mấy con quái vật rồi. Và nó cũng cộng cho mình thêm được điểm nữa. Vừa chặn vừa cho cái con rương của mình đánh mấy con này các bạn ạ. Mình sẽ tạo phân thân ra đấy. Không ai giết được mình đâu. Con này đánh tới nó. Đúng rồi, đánh nó. Dưỡng nó, đập nó. Nó thấy mình nữa rồi. Tạm biệt. Còn lâu mình mới đụng được tao. Chết đi này. Lêu lêu 2000 sát thương rồi. Wow, Super Trey. Con này là con gì vậy? Ok, mình có thể để ở đây để cho nó chặn lại. Có giết được con này với ta. Mình sẽ cần phải làm một cái cây kiếm bằng gỗ cái đã. Ok. Nó tiêu diệt được xong rồi. Để khám phá coi trong đường hầm này còn gì nữa hay không. Nó là một cái cửa. Ở đây có cái gì đây? Chỗ này có ai ngồi đây nè. Mình thấy nó rồi. Cái con siêu tray hồi nãy. Chúng ta sẽ vào cửa hàng lại để mình nghĩ coi chúng ta nên mua cái món đồ gì tiếp theo đây. 1000 điểm. Ok. Để coi với cái thần chú này mình có thể chặn được hay không đây.
nó tạo ra một cái khiên vô hình. Ơi chặn cái nào. Ôi cái khiên đây rồi, cái khiên đây rồi, chặn ngon đấy, còn lâu mới đụng được mình. Tụi tôm tụi tí gì mà rồi bắn được mình. Đánh nó đi nào, đánh nó đi nào. Ôi đánh nó ra ngoài trời sáng đi nào. Đúng rồi. Quá là đơn giản. Cái này giống như sức mạnh ở trong anime Black Clover các bạn. Có thể tạo ra một cái khiên từ cái cuốn sách này. Cái món tiếp theo chúng ta sẽ cần có khoảng 3.500, nên mình sẽ chạy ra đây để mà có thể chặn sát thương của mấy con quái vật ở đây cái nha các bạn. Đầy nhá, chặn hết nha. Nó đi quật ngang luôn hả? Tụi bay cứ đánh thì ta sẽ chặn hết luôn thôi. Mình lên được 3.500 rồi các bạn. Đẩy tụi mày đi ra xa nè. Biến đi. Mở cổng lên và đi vào. Chúng ta sẽ mua cái khiên tiếp theo. Nó là một cái brace kiểu như là đồ bắn để trên tay sao. Ok, mua luôn. Giống như cái phóng tơ của người nhện vậy các bạn. Và tiếp theo sẽ là cái bộ giáp với 10.000 nữa. Một con rất là cà rốt nữa. Ngon và tạm biệt. Ồ, nhiều quái vật quá. Hết đi nào. Bye bye. Ui. Đi nè. Nó không bay được, mấy con skeleton nó không bay được các bạn à. Chỉ là mấy cái con quái vật mà nào mà chạm vào người mình thôi. Biến đi con nhện. Tới đây. Mình có thể đứng ở đây và lấy được rất là nhiều điểm từ việc chặn sát thương con zombie các bạn à. Nào làm một cái cúp cái coi nào. Đào cái này đi cho tụi này đi vô và chặn lại. Như thế này chúng ta sẽ có được 10.000 chặn sát thương thôi. Ồ, 10.000. Yeah, tuyệt vời. Thêm con này nữa. Chúng ta hãy vào cửa hàng thôi nào. 10.000 lớn các bạn à. Chúng ta có thể mua được bộ giáp tiếp theo rồi. Bộ giáp này có vẻ nhìn rất là hay ho đây các bạn à. 50.000 để có được cái khiên nhìn nó rất là đã luôn nha. Cái khiên kiểu thiên thần vậy. Nào để mặc thử lên đây coi nào. Wow, cái bộ giáp này xịn quá các bạn à. Ở đây ghi là gì đây? Ngồi xuống và chuột phải với cái tay không thì nó sẽ cho mình thêm được tốc độ và đẩy mình ra đằng trước. Oh, wow. Hơi đau một xíu nhưng mà nó cộng điểm cho mình. Một đám villager nhung nham đang xuất hiện tại một cái dân làng nhung nham. Chúng ta phải giải cứu dân làng thôi. Tí thế nào. Đây rồi. Dân làng nhung nham sao. Ok. Thử thách cứu toàn bộ dân làng khỏi tụi villager này. Oh my god. Chúng ta phải bay ra đây thôi. Bụi villager đây rồi. Ôi. Nhung nham mà bị cháy rồi. Non nè. Chúng ta có thể lướt qua cái đám này. Tụi này đang kia bị cháy bởi mấy con mob đó các bạn. May em ơi. Kỹ năng này cũng hơi bị đã. Quay đấm con nào thì con đó bay lên trời luôn các bạn ạ. Bay lên nè, bay lên đi. Đụng vào một con nè, con mày đó. Con thứ hai bay lên cho tôi. Con mày chết chắc rồi. Gripper đổ. Đánh con thuyền dưỡng nè. Quỳ máu nó trâu dữ vậy trời. Mình cần đi ra ngoài và mặc lại cái bộ giáp này lên cái đã. Ok, hồi lại máu cho mình cái nào. Còn có hai con thôi. Một con nữa đâu. Chết luôn rồi. Chúng ta chặn tên được tới 46 điểm lần các bạn ạ. Chúng ta đã có thể mua được cái khiên màu đỏ. Mua luôn. Ui, cái khiên đi với bộ giáp nhìn xịn sò quá nha. Và đây là du hành thời gian áo giáp sao. What? Chúng ta cần phải bỏ 2 triệu ra để mua cái này. Ok. Để coi cái khiên này có tác dụng gì đây. Chưa biết có tác dụng gì luôn các bạn ạ. Nào thử sức mạnh đỡ của tụi zombie coi nào. Hơi thấp nhỉ. Chúng ta có thể sử dụng nó với cái khác không? Chẳng hạn như là con skeleton chẳng hạn. Boom. Ok. Cũng không có gì xịn hết. Để coi nó có thể làm được cái gì nào. Oh my god. Có hai đám này dưới đây vậy. Nè. Đỡ nè. Khoan. Nó cộng khá là nhiều đó chứ. Cộng lượng 1.000 các bạn ha. Vậy là có nghĩa là cái khiên này có thể làm cho những cái thứ như kiểu mũi tên nó bắn vào nó sẽ biến mất nè. Có khi chỉ còn có hai đứa này dưới đây thôi các bạn ha. Một con. Hai con. Yeah. Chết mày nè. Được rồi. Uầy, hoàn thành thử thách cộng 40.000 điểm. Yeah, chúng ta lên 64.000 rồi. Bây giờ sẽ là 250.000 để mua cái món đồ kia. Mình sẽ sử dụng trợ giúp của anh người sắt để có thể lấy thêm điểm các bạn ạ. Yeah. Ôi, chết rồi. Đây, ôi chết, đây không phải là cái bộ giáp mà mình có thể tạo ra phân thân. Ok, chỉ cần chặn cái này thôi. Ow. Mình đã đánh bay mất tiêu rồi. Đến cái khiên tiếp theo. 250.000. Boom. Lại là quái vật tăng sức mạnh. Để xem chúng ta có thể làm được gì với cái khiên này. Cái ngọn núi này hơi bị to đấy. Mình đang không biết là trên đây còn gì nữa hay không. Còn một vài đám này nữa hả. Trời đất ơi. Để coi cái khiên này làm được cái gì nào. Wow. Cái khiên này tỏa cái năng lượng gì đã vậy. Wow. Nó có thể chặn nhiều sát thương hơn các bạn ạ. Kiểu như nó xài một cái phù phép gì đó lên cái khiên này các bạn. Chặn được nhiều sát thương lên càng tốt. Để mình tìm coi còn đứa nào ở đây không. Vẫn còn một tuổi đây nữa nè. Tới đây. Ok. Đây rồi. Hai bên. Bắn nhiều đi.
Arena bắn nhiều, càng nhiều lên, càng nhiều lên. Chúng ta có thể chặn được 1 triệu sát thương với cái khiên này luôn đó. 1 triệu sát thương rồi các bạn à. Chặn lên 2 triệu sát thương luôn nào. Cố lên, cố gắng lên cái khiên ơi. Lên 2 triệu được đi rồi bể. Ôi không, bể rồi, chết tôi rồi. Ok, tôi dùng tay không đánh chặt vậy. Yeah, yeah. Oh, đã được 2 triệu rồi. Ok, mình đánh xong đám này cái đã. Mặc giáp lên. Ôi, xong rồi, cũng được 2,3 triệu 43 ngàn sát thương lận các bạn à. Yo, hoàn thành luôn cả nhiệm vụ bảo vệ dân làng rồi. Oh yeah, với 2,3 triệu chúng ta có thể mua được 2 bộ giáp lần đây chứ. Chúng ta có thể mua Space Time nè, và một cái cổng thứ 5 sao. Wow, cái này lạ nha. Mua cái này và mua cái khiên này. Để về nhà coi cái khiên và cái bộ giáp này có thể làm được gì nào. Wow, nhìn hay đấy. Nhưng mà mặt nạ mình đâu? Trời ơi, bỏ cái giáp này lên cái mất cái mặt nạ luôn các bạn ạ. Để coi khả năng là gì đây. Có thể mở ra một cái cổng không gian và đi vào đó để có thể tạo ra một cái gì đó để có thể tấn công những con quái vật ở gần bạn. Phải. Oh my god. Cái này có thể, ui nó có thể chặn theo hướng mà mình nhìn nữa các bạn ơi. Wow, mình có dư ảnh luôn sao? Wow. Chúng ta có After Image. Đây là những cái dư ảnh, những cái tàn dư hình skin của mình, mình tạo ra khi di chuyển quá nhanh các bạn ạ. Ui như The Flash vậy. Ok, chúng ta có thể có được thêm một cái khiên nữa. Và đây là một anh bạn rương khác với anh bạn rương hồi nãy. Để xem có cái thử thách nào mới khi mình mặc cái bộ giáp này lên nữa hay không đây. Đã có một con Golem Bedrock xuất hiện ở trong một cái Bedrock khổng lồ. Wow, là thử thách mới. Chúng ta hãy đi đón tiếp cái thử thách này thôi nào. Oh yeah. Ui, đây rồi, khu rừng Bedrock. Oh, một con Golem. Ok, mình cần tạo cái này ra để coi coi. Ơi, mình có chặn được nó không vậy? Ow, mình không chặn được nó. Ây, mình sẽ đi xuyên qua nó, đi xuyên qua nó. Ừ, tạo dư ảnh thời gian. Ôi. Ủa, nhưng mình không đánh lừa con Golem này. Trời đất ơi, có vẻ con Golem Bedrock này mình không chặn được nó thì phải. Đi vào đây, tạo dư ảnh thời gian nào. Yeah. Ui, ok, ok. Đánh nó, đánh nó. Oh, hoàn thành thử thách và có được tầm 1 triệu lần của bạn á. What? Mua một bộ giáp mới thôi nào. Một bộ giáp nhìn giống bộ giáp con gái vậy. Ok, nhưng mà tiếp theo có thể sẽ là một cái găng tay gì đó thì phải. Để coi có nhiệm vụ nào cho mình hay không. Một cái hố đen con skeleton đã xuất hiện ở một cái bệnh viện. Bệnh viện tâm thần ở Catasum là như bệnh viện tâm thần thì phải. Đi tới chỗ đó thôi nào. Nhưng mà trước tiên để mặc cái giáp này lên cái đã. Wow, kỹ năng của cái bộ giáp này. Nó chạm vào con nào cái tụi nó biến thành một con zombie bị lây nhiễm. Và nó gây ra được rất là nhiều sát thương. 139, 150 mấy sát thương. Ok, tới được chỗ của cái bệnh viện thì có thể mình sẽ gây được nhiều sát thương cho quái vật lắm đây. Chúng ta tới rồi các bạn ạ. Ui, ở đây là có đá The End luôn này. Một đám hố đen skeleton xuất hiện kìa. Cho mình, ôi, mình có thể cho tụi nó lây nhiễm thành mấy con này luôn nè các bạn. Oh, và những con lây nhiễm này sẽ đi đánh những con skeleton cho mình. Đúng rồi, đi đánh tụi nó để cộng điểm cho ta đi nào. Leo leo con skeleton bị một đống cái bọn lây nhiễm đánh luôn nè. Chỉ cần lây nhiễm hết cái đám này thì mình nghĩ là mình có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Yeah, cái đám lây nhiễm này nó tự động biến mất sau khi mình để cho nó trên mặt đất quá lâu rồi. Còn một con cuối cùng. Chúng ta hoàn thành rồi. Đã tiêu diệt bọn skeleton hố đen vũ trụ. Wow, cái vẻ như cái chỗ này là một cái thiên thạch rơi xuống nè, nên nó mới có cái hố đen vũ trụ á các bạn. 257 triệu thì chúng ta có thể mua được cái gì không? Wow, chúng ta mua được nè. Bơm, mua được một cái găng tay hả? Có vẻ như đây là găng tay thiệt. Ôi, Swami Swammer đã xuất hiện ở trong cái chỗ của con ong. Hive là chỗ của con ong đúng không? Có vẻ là ở đây nhỉ. Cái này lại là một cái khiên nắm đấm sao? Mình có thể chặn được cái lũ quái vật ở đây à? Chúng ta có một cái đám Silverfish rồi các bạn ạ. Ồ, chặn lại. Cái lũ côn trùng này. Ồ, nó nổ sau khi mình chặn sát thương sao? Cái lũ sâu róm này ở trong cái khu mật ong thì chúng ta có thể lên được như đây lần sao? Ai chà, vào cửa hàng thôi nào. Chúng ta có thể mua cả ba luôn. Một cái khiên gì đó. Ok, chúng ta có thể mua nó đi nào. Mình cũng không biết nghĩa của cái khiên là gì cả. Mua cái áo giáp năng lượng này luôn. Và mua cái món đồ cuối cùng. Ui, 500 triệu luôn. Ok, chúng ta cần phải cày để có thể lên được 500 triệu chứ các bạn. Ồ, mình nghe tiếng. Ôi, dạ. Chúng ta có thể triệu hồi ra cái khiên. Ồ, cái khiên sức mạnh. Ai đó tới chỉ cần đánh mình thôi là nó sẽ chết. Vãi. Còn có đám nào đây không? Ê, hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi. Trời ơi. À, đến lúc mặc thử cái bộ giáp này xem như thế nào rồi. Ồ, mình lại dịch chuyển đi đâu đây? Một cái mansion sao? Ui, mình có thể phá được cái này luôn các bạn ạ. Nếu các bạn không biết, phá được nguyên cái khu này để tăng điểm luôn nè. Mình có thể tăng lượt lên tới 500 điểm lần đó nha. Ôi, con zombie chạm vào chết luôn kìa. Nào nào, có con nào đây? Đáng sợ không nào? Mày hả bưởi? Ở đây còn có gì không nào? Ê, giờ. Mày hả bưởi? Tới đây. Phá
hủy mấy cái này dễ quá. Ô, hoàn thành việc phá hủy cái mansion rồi. Và mình cũng đủ tiền. À, mình có thể thử bộ giáp này cái đã. Nó có thể cộng tới 200 triệu giáp luôn các bạn ạ. Rồi, tạm biệt bộ giáp này. Chúng ta sẽ mặc bộ giáp này lên xem sao. Wow, chúng ta cộng được 200 triệu giáp. Và bộ giáp này có tác dụng gì đây? Có thể bay được và chịu hồi được sấm sét khi những con quái vật nào tấn công mình. Bay lên và... hay vậy trời. Để coi sấm sét con nào đánh mình thì nó có sấm sét đúng không? Ê, đánh thử cái các bạn. Đánh thử cái các bạn. Chết nè. Ai là gì? Con vét đụng mình sao? Con này đụng mình cái ơi. Ê, mày hả bưởi? Ủa, không chết các bạn ạ. Ui, no. Cho mày. Đưa cái tao tầm đây. Bộ giáp này giúp mình có thể khả năng khá là bất tử đấy chứ. Bởi vì nó vừa cộng rất là nhiều máu và nó vừa có thể giết được tất cả những con quái vật mà chạm vào người mình nữa các bạn ạ. Tới cửa hàng thôi, với 500 triệu giáp chúng ta có thể mua được bộ giáp vô cực. Rồi, cởi bộ giáp này ra, mặc bộ giáp này lên thử xem nào. Wow, bộ giáp này như cái đầm vậy. Nhưng mà cảm giác nó, nhưng mà mình thấy là mình có được sức mạnh của lửa, gió, đất và nước thì phải. Thử coi nào. Một cái cú đấm khổng lồ đã xuất hiện. Có thể đây là cái cú đấm để mình có thể chặn được 1 tỷ sát thương của nó đây các bạn ạ. Ồ, đây rồi, một cái cú đấm. Wow, ok, để mình coi mình chặn nó không đây. Yeah, mình đã chặn được 1 tỷ sát thương bởi cú đấm đó rồi. What the heck. Xin với chơi cờ giáp này mạnh rồi nha. Chặn 1 tỷ sát thương các bạn ạ. Và nếu các bạn muốn xem mình chặn 1 triệu sát thương ở cái video trước thì các bạn có thể ấn vào video trên màn hình ngay bây giờ. Và mình sẽ hẹn các bạn ở video đó nha.